Xin cho Thành cảm ơn chị rất nhiều đã thiện một ca khúc Thiền Hoa thì nghe rất hay. Đúng thì bản thân có hoa thì nó rất là đẹp mà trang trí đâu cũng đẹp, mà được cài lên mái tóc người đẹp như là cô dâu như ý chúng ta thì càng đẹp càng lung linh hơn. Và thì cũng xin Thành cảm ơn chị rất nhiều.